Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Bốn nhóm người không nên ăn đậu đen. Đậu đen là loại ngũ cốc tốt, có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe nhưng nhiều người cần thận trọng khi ăn. Đậu đen có giá trị dinh dưỡng cao, được sử dụng để nấu chè, sôi hoặc rang khô làm trà. Ngày nay, đậu đen càng được nhiều người sử dụng để giảm cân, hỗ trợ các bệnh rối loạn chuyển hóa. Theo y học hiện đại, Hạt đậu đen có 24,2% protein, 1,7% chất béo, 53,3% glaxit, 2,8% cho. Ngoài ra, hạt đậu đen còn chứa nhiều canxi, phosphor, các vitamin B, C, các axit amin cần thiết cho cơ thể. Trong đông y, đậu đen vị ngọt, bình, vào tỳ, thận, có tác dụng hoạt huyết lợi thủy, khu phong giải độc, trị vàng da phù nề, đầy trướng bụng ngực, gân cơ co cứng, viêm sưng do ngộ độc thuốc và hóa chất. Đậu đen có trong nhiều bài thuốc được sử dụng phổ biến như Chữa đau lưng bạn có thể áp dụng theo hai cách sau. Bài 1, giã dập 100g đậu đen, đem xào với chút giấm, khi còn ấm ấm thì đắp trực vào vùng lưng bị đau, dùng gạc cuốn lại để qua đêm. Bài 2 giờ một phút cái đuôi bò 50g đậu đen đem hầm nhiều với nước, ăn 2 đến 3 lần tuần. Chữa mắt mờ, đậu đen 100g, mè đen 100g, sao khô, tán bột, trộn đều. Mỗi ngày uống 2 lần mỗi lần 2 thìa cà phê, 8g. Uống lâu ngày, mắt dễ chịu hoặc đỡ mờ hơn. Chữa mất ngủ, đậu đen 30g, 15 giờ hạt sen để cả tim và sao vàng, 15g lá vông, 20g lá dâu tằm, 125 lạc tiên, 8g thảo quyết minh sao vàng. Sắc lấy nước uống một ngày, uống liên tục từ 10 đến 15 ngày. Bài thuốc này ngoài trị mất ngủ còn giúp cải thiện chứng đau lưng, ù tai, buồn bực, uể oải, chóng váng đầu óc, bốc hỏa. Chữa trứng tóc bạc sớm, cách trị này rất đơn giản. Bạn dùng 50g đậu đen nấu nước. Sau đó lấy nước đậu đen trưng cách thủy với 300g hà thủ ô khoảng 2 đến 3 giờ. Sau vớt ra để dành sử dụng lâu ngày. Mỗi ngày dùng từ 15 dùng từ 15 đến 20 giờ dạng nước sắc và dạng bột khoảng 5 giờ. Chữa táo bón, tiểu dắt, đậu đen rang chín cùng với tỏi đập dập. Sau đó cho vào nồi ninh nhiều và uống vào buổi sáng sớm. Sử dụng liên tục trong nửa tháng. Lưu ý khi dùng đậu đen. Đậu đen tốt cho sức khỏe nhưng khi dùng bạn không nên lạm dụng, ăn uống quá nhiều. Bạn chỉ nên dùng đậu đen như món nước giải khát, tuần sử dụng 2 đến 3 lần, mỗi lần khoảng 100 đến 250ml vừa đủ không gây cảm giác no, không dùng nước đậu đen thay thế nước uống hàng ngày. Những người cần hạn chế sử dụng đậu đen hoặc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước. Thứ nhất, người bị bệnh thận, nước đậu đen có tác dụng lợi tiểu, do đó người có bệnh về thận cần thận trọng khi sử dụng. Thứ hai, người đang uống thuốc có khoáng chất trong nước đậu đen có chứa phytat làm ảnh hưởng tới khả năng hấp thu của các chất trong cơ thể. Phytat gây cản trở cho việc hấp thu của các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, phosphor. Vì vậy, bạn không nên dùng nước đậu đen để uống các loại thuốc có chứa kẽm, can, đồng, canxi hoặc sử dụng thực phẩm có chứa các chất này. Dẫn tới thiếu máu, loãng xương. Tốt nhất, thời gian lý tưởng để sử dụng đậu đen với các thực phẩm khác là cách nhau khoảng 4 giờ. Thứ ba, người mắc bệnh viêm đại tràng, đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy, tiêu hóa kém không dùng đậu đen. Nếu bạn muốn uống thì phải rang lên và dùng với số lượng ít. Thứ tư, trẻ nhỏ và người già, do hàm lượng protein trong đậu đen rất cao khiến cho người già, trẻ em hay người có thể trạng yếu. Khó tiêu thụ hết lượng protein trong đậu đen, dễ dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, đầy bụng, đau bụng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.